Liệu mỗi ngày các bạn rửa mặt bằng nước thông thường có thật sự sạch bụi, giảm nhờn hay không? Đang chắc chắn với các bạn rằng rửa mặt bằng nước thông thường không thể nào sạch hết tất cả bụi trên bề mặt da. Thêm vào đó, da nhờn do cơ thể sản sinh ra và vi khuẩn nữa. Tình trạng này kéo dài, da chúng ta sẽ nhanh lão hóa, cụm cám, mụn đầu đen, lỗ chân lông to sẽ sớm hình thành. Đang chưa kể là mụn viêm nhiễm do vi khuẩn gây ra. Vậy thì làm thế nào để có được một làn da khỏe? Thì đối với bản thân Đan thì hàng ngày Đan thường sử dụng là sữa rửa mặt Aclaro của thẩm mỹ viện Đan. Thì đối với sữa rửa mặt này Đan cảm thấy là da của mình sạch bụi hơn, giảm nhờn, lỗ chân lông được se tích, đặc biệt là mụn cám, mụn đầu đen, mụn viêm nhiễm tuyệt đối là không hình thành. Thì đối với sản phẩm này thì không thể thiếu cho các anh em sử dụng hàng ngày. Sản phẩm này anh em cứ sử dụng mỗi ngày từ 2 đến 3 lần. Nếu anh em nào da dầu nhiều hoặc là ra ngoài bụi bẩm thì cứ sử dụng cho Đan thêm một lần nữa. Sản phẩm này phù hợp với tất cả loại da của anh em cứ yên tâm mà sử dụng nhé.